Rất vui được gặp lại các bạn nha. Hôm nay mình trình bày với các bạn một cái kinh nghiệm sạc nhanh và sạc chậm của điện thoại mà mình có thể chủ động. Bây giờ mình thử cho các bạn xem tại sao lại nói là sạc nhanh và sạc chậm nhé. Bây giờ mình cắm cái này vào và mình đã lắp cái ổ cắm đầu ra USB này, có hai sợi dây để sẵn của data 1, data 2, màu trắng màu xanh nha. Còn dây âm dương này là mình đã hàng rồi, bây giờ mình cắm vào để sạc này. Rồi anh em theo dõi nha, đang sạc này, dòng sạc bây giờ là 0,75 nha. Bây giờ mình sẽ nối hai sợi dây data 1 và data 2 này lại với nhau thì dòng sạc nó sẽ tăng mạnh hơn. Anh em chờ mình hàng lại nha. Mình đã hàng rồi anh em à, anh em nhìn kỹ nha. Hai dây màu xanh màu trắng mình đã hàng lại với nhau rồi nè. Nó dính lại rồi nè. Cho hai sợi dây data màu xanh màu trắng này dính lại với nhau là anh em thử lại. Thử sạc lại. Dòng tăng mạnh hơn. Họ anh em thấy không? Tăng mạnh hơn luôn nè. Anh em thấy không, nó tăng mạnh hơn hẳn liền ha. Đó, 1A rồi đó. Đó, 1A rồi đó, nó tăng mạnh hơn hẳn nè. Bây giờ mình sẽ nhả ra lại cho anh em xem nha. Mình dùng máy hang nha, nhả cái mũi hang này ra nha. Rồi mình nhả ra, hở ra nữa nha. Nó hở ra này nè. Bây giờ mình sẽ cắm lại nha. Rồi nó về 0,7 lại đây nè, 0,7 ha anh em nha. Rồi bây giờ mình là tải lập cái mũi hang nha, nhưng mà nhớ là phải nhổ cái này ra cho nó an toàn anh em nhé, phải nhổ nó ra. Rồi mình hang rồi đó, hàng hai giây nữa nha. Rồi bây giờ thử lại này, 1A này anh em thấy nó tăng lên dòng nhiều hơn thấy không, thấy rất là rõ ràng luôn thấy không. Đây là một kinh nghiệm đấy, như vậy là có thể nói với anh em rằng là cái giấy sạc cho điện thoại mà chân data 1, data 2 này chính là những cái tín hiệu sạc nhanh sạc chậm. Khi mà anh em sạc thì hai sợi dây này dính lại với nhau là nó sẽ sạc nhanh. Hai dây này hở ra không dính lại với nhau thì là chuyển về sạc chậm. Kinh nghiệm mà mình đã tìm thấy được, bây giờ mình sẽ truyền lại cho anh em đó. Bây giờ mình sẽ thử một cái điện thoại khác. Không có điện thoại khác. Bây giờ mình sẽ thử. Điện thoại này thì nó hết pin rồi nhưng mà sạc vẫn tốt. Mình sẽ thử cho anh em thấy này. Bây giờ đầu tiên là mình cứ để cái về vị trí là sạc nhanh nha, tức là dính nhau này, mình cắm thử qua. Đó, dòng mới vừa rồi là hơn 1A ha. Đó, cắm lại cho anh em xem này. 1,5 ha. Nói chung là trên 1 ha. Và bây giờ mình sẽ nhả mùi hàng ra nha. Rồi, nó hở ra rồi ha. Thử lại nè. Rõ ràng nè. Dòng bây giờ là 0,69 nè. Nó xuống rồi ha. Dòng xuống rồi anh em nhé. Đây, đây là một cái kinh nghiệm rất là hay mà hôm nay mình muốn truyền lại cho anh em đó. Thì bây giờ mình sẽ thử lại lần cuối, nhớ rút cái này ra nha. Hai dây này hàng lại với nhau anh em ạ, màu xanh màu trắng hàng lại với nhau.
chỉ cần hai dây màu xanh màu trắng, đá ta một đá ta hai này dính nhau thôi là được rồi. Bây giờ thử này, trạng thái sạc nhanh này, rồi khí thế luôn lên 1,14 A liền. Như vậy là mình đã thử hai cái điện thoại đều là đạt cái mức độ là sạc nhanh, sạc chậm. Thì bây giờ mình sẽ nói với anh em rằng là cái dây sạc điện thoại á, là nó có 4 sợi. Thì màu đen là âm 5V, màu đỏ này là dương 5V, màu xanh và màu trắng này là dây data, dây tín hiệu 1 và 2. Thì hai dây này mà khi mà anh em cần sạc nhanh thì nó sẽ dính lại với nhau, sạc chậm thì nó hở ra, không dính lại với nhau. Thì đó là vấn đề mà mình phát hiện mà hôm nay mình muốn truyền lại cho anh em, để có thể khi cần là làm cho nó đúng, đúng quy trình và theo cái nhà sản xuất đó, là nó chế tác là cái cổng như vậy đó. Cũng luôn tiền ở đây là mình sẽ nói rằng đó, là trong cái ổ điện mà mình đã tự chế có đồng hồ đó này á, thì hai cổng USB này mình cũng nối dây data 1 và data 2 lại với nhau. Nối như thế này đây nè. Đây. Hai dây này nối lại với nhau ha. Anh em nhìn kỹ nha. Đấy, mình đưa gần nè. Đỏ này là dương này. Data 1, data 2 này. Mũi bên này là âm này. Cái điện thoại này nó bị hết pin nhưng mà nó vẫn sạc được, nó không lên hình thôi nha. Thôi bây giờ mình thử lại lần cuối cùng nha. Vẫn là chế độ sạc nhanh này. Cắm vào này. Để cho anh em thấy này. Đó. Xem như là 1A nha. Đó, 1A nha. Rồi mình nhả ra nhé. Thôi, không phải bại lại rồi ha. Thôi, video đến đây là kết thúc. Chúc anh em thành công giống mình và nhớ like và subscribe giúp cho cái kênh mình phát triển nha. Chân thành cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại.